Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi anh em thi công đổ bê tông sàn mái nhá. Nó tránh được nứt nẻ này và giảm được cái tình trạng là khô bê tông nhanh quá nhá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì sau khi mà anh em đổ bê tông xong, anh em cán mặt xoa mịn hết rồi, thì anh em sẽ sử dụng một cái túi ni lông như mình như này. Đấy, túi ni lông này là họ có bán sẵn ở các đại lý đấy, mình sẽ mua về mà mình rải lên trên bề mặt của bê tông sau khi mà anh em vừa đổ xong. Đấy, mục đích của nó ấy, cái ưu điểm của nó là giảm được cái nứt nẻ trong những cái thời tiết là hanh khô hoặc là trời nắng to. Đấy, thì anh em sẽ rải cái túi ni lông này vào thì là nó sẽ tránh hoàn toàn được cái nứt nẻ cho bề mặt bê tông của chúng ta. Đấy, và sau khi 2 tiếng mà anh em đổ bê tông xong thì anh em sẽ bơm nước trực tiếp lên cái bề mặt bê tông này luôn nha. Đấy, anh em sẽ bơm nước trực tiếp lên cái túi bóng này nó sẽ chảy khắp sàn luôn. Đấy, nó sẽ tạo cái độ ẩm cho cái mặt bê tông của chúng ta, nó giảm những cái tình trạng nứt rứt. Đấy, nó giảm được tình trạng nứt li ti trên cái bề mặt bê tông của chúng ta, rất là đảm bảo. Đấy, thì mọi người cũng có thể thấy tất cả sàn ở đây là mình đã được buộc và rải ni lông kín hết sàn luôn nha mọi người nhé. Đấy, thì sau 5 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ đi lột hết cái túi ni lông ra mọi người nhé, chúng ta sẽ đi lột hết cái túi ni lông ra. Đấy, như ở đây là sau khi đổ bê tông được 5-6-7 tiếng thì chúng ta nó xe mặt rồi, thì chúng ta sẽ đi lột cái túi bê tông ra, túi bóng ra, và chúng ta sẽ bơm nước. Đấy, chúng ta sẽ tưới nước cho nó. Đấy, chúng ta sẽ tưới nước cho nó. Đấy, mục đích tưới nước ở đây là tạo ẩm cho cái sàn của chúng ta nhé. Đấy, anh em cứ bơm nước tưới cho nó. Đấy, vì bê tông vừa đổ xong thì nó rất là khô, nó sẽ rất là hút. Đấy, thì anh em sẽ phải tưới nước cho nó để cho nó tạo độ ẩm cho cái bề mặt bê tông của chúng ta. Đấy, còn hôm sau thì anh em chỉ việc cắm máy bơm và bơm đầy cái trần này luôn. Anh em ngâm nhé, anh em ngâm nước trong vòng 1-2 ngày để cho cái bê tông của chúng ta nó được cái bề ẩm ở trên mặt bê tông là ok. Đấy, anh em ngâm nước cho mình 2-3 ngày. Đấy, anh em cứ bơm nước ngập trên trần luôn nhé. Đấy, nói chung là cả trần anh em phủ ngập toàn nước luôn. Đấy, mục đích là để cho bê tông nó đảm bảo. Đấy là những cái chia sẻ mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Đấy, sau khi mà anh em đổ bê tông xong, anh em bảo dưỡng như thế nào để cho cái sàn bê tông của chúng ta nó được bền và chắc với thời gian nhé. Đấy là những cái chia sẻ của mình. Đấy, mình vừa đổ xong thì mình sẽ đi tưới nước luôn. Đấy, sau 4-5 tiếng nhé. Chúc các bạn thành công.